Câu chuyện về cây thánh giá tha tội. Trong một ngôi nhà thờ bên trong tu viện Thánh Giuse và Thánh Anna ở Córdoba, nước Tây Ban Nha, có một thập giá cổ được giáo hữu rất tôn sùng. Đó là tượng thánh giá tha tội. Bức tượng Chúa Giêsu bị đóng đinh có cánh tay phải rời khỏi thập giá và hạ thấp xuống. Người Tây Ban Nha kể về nguồn gốc của tượng thánh giá này như sau. Một hôm, có một tội nhân đến xưng tội với một vị linh mục chính xứ ngay dưới cây thánh giá này. Như thường lệ, mỗi khi giải tội cho một tội nhân có quá nhiều tội nặng, vị linh mục này thường tỏ ra rất nghiêm khắc. Ngài ra việc đền tội nặng cũng như ngăm đe nhiều điều đối với tội nhân. Khi tội nhân ra về, lòng cảm thấy nhẹ nhàng. Thế nhưng tính nào tật ấy, ông ấy không bao lâu sau lại sa ngã. Lần này, sau khi anh ta xưng tội xong, vị linh mục lại đe dọa: "Đây là lần cuối cùng tôi giải tội cho ông đấy." Nhiều tháng trôi qua, tội nhân lại đến quỳ dưới chân linh mục, cũng bên dưới cây thánh giá, và lại xin ơn tha thứ một lần nữa. Thế nhưng lần này, vị linh mục đã dứt khoát, và ngài trả lời với tội nhân rằng: "Ông đừng cứ đùa với Chúa, tôi không thể ban phép giải tội cho ông nữa được." Nhưng lạ lùng thay, khi vị linh mục vừa khước từ tội nhân, thì ông bỗng nghe một tiếng thì thầm từ bên thánh giá. Bàn tay phải của Chúa Giêsu bỗng được rút ra khỏi thánh giá và ban phép lành cho tội nhân. Và vị linh mục nghe được tiếng thì thầm ấy như sau: "Chính ta là người đã đổ máu ra cho người này, chứ không phải người." Từ đó trở đi, bàn tay phải của Chúa Giêsu cứ ở mãi trong tư thế ấy, như không ngừng mời gọi con người đến để ban ơn tha thứ. Bạn thân mến, khi xưa Chúa Giêsu trao quyền, Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc những điều gì thì trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Thế nhưng điều đó đã bị người ta hiểu sai và lạm dụng. Khi ông Phêrô hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, nếu anh em còn cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không?" Ngài đáp: "Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Và Ngài đã dạy tha thứ qua dụ ngôn: "Tên mắc nợ không biết thương xót." Kinh Thánh cũng thuật lại rằng trong cuộc hành trình tiến về đất hứa, khi đi qua giữa sa mạc, dân Israel đã bị rắn cắn, và ông Môsê đã sai đúc một con rắn bằng đồng và treo lên một ngọn cây để tất cả những ai bị rắn cắn nhìn vào con rắn đồng ấy đều được chữa lành. Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta nhìn lên thập giá của Ngài, nhìn lên thập giá để thấy được án phạt của tội lỗi, nhìn lên thập giá để thấy được tình yêu bao la của Thiên Chúa. Phải, bên kia sự độc ác của tội lỗi, Chúa Giêsu chỉ muốn chúng ta nhìn thấy được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu không ngừng tha thứ, một tình yêu vượt lên trên mọi tư tưởng, mọi tiêu chuẩn phán đoán,
mọi khát vọng của chúng ta. Nhìn lên thập giá không phải để thất vọng vì gánh nặng của tội lỗi, mà trái lại để cảm mến được hồng ân bao la của Thiên Chúa, để cho tâm hồn được phấn khởi, tin yêu hơn. Nhìn lên thập giá của Chúa để cảm mến được ơn tha thứ của Ngài. Chúng ta cũng được mời gọi để cảm thông, để tha thứ hơn đối với người anh em của chúng ta. Càng nhận ra được tình yêu tha thứ của Chúa, chúng ta còn được mời để gọi tha thứ nhiều hơn. Còn tha thứ nhiều hơn, chúng ta còn dễ cảm mến được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Đường Chúa đi mà thôi.
con xin hết lòng kêu van, xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi. Con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi. Mà thôi.